Vâng, vừa đặt bánh xuống đường lỗ luôn con Vios các bác ạ. À, thế mà cứ nói là Toyota không mất giá. À, hôm nay xe đam mê thì vừa về một chiếc Camry 2.5Q được sản xuất năm 2020 và đăng ký lần đầu 2021 các anh chị nhé. Xe này là có một anh giám đốc ngân hàng mua tại Toyota Hải Dương. Chiếc xe thì đương nhiên là full lịch sử hãng nguyên zin nguyên bản, các bác cứ check hãng. Đúng không ạ? Thiếu cái thùng xốp là bán xe mới thôi. Vậy thì chiếc Camry 2.5Q năm 2020 cuối 20 ta phải bỏ ra khoảng sấp xỉ 1.6 tỷ để lăn bánh chiếc xe này. Wow. Vậy thì ngày hôm nay nó mất toi con Vios các bác ạ. Đấy, lỗ luôn con Vios. Thì vậy thì chúng ta mua xe qua sử dụng thì có cái lợi ích gì ạ? Cái lợi ích là chiếc xe còn mới tinh. Đấy. Nhưng chúng ta đã nãi được một con Vios đi rồi. Camry thì luôn luôn là một sự tuyệt vời. Con xe này nhập Thái thế hệ mới các anh chị nhé. Thì các bác có thể thấy là màu trắng ngọc trai nó rất là đẹp này. Và thiết kế xe đời mới thì và thực sự là đẹp, đúng không ạ? Ta chỉ dành cho một từ là đẹp thôi. Và cái độ tin cậy của những chiếc Camry thương hiệu của Toyota thì không có gì phải bàn cãi rồi ạ. Không có gì phải bàn cãi các bác nhé. Phần đèn và cái form dáng được thay đổi lột xác hoàn toàn các bác này. Cái bộ la răng đa chấu cũng quá đẹp và đương nhiên là lốp theo xe rồi. Đấy, các bác có thể ngắm nhìn nó nhé. À, có nghĩa là Camry thì nó quen thuộc với người dùng Việt Nam rồi nên chắc là tôi cũng không cần phải giới thiệu nhiều nữa. Đấy. Nhưng với những chiếc Camry thế hệ mới thì nó vô cùng tuyệt vời. Cái tuyệt vời thì chúng ta có thể đánh giá ngay từ vẻ bề ngoài chứ chưa nói gì bên trong. Đây ạ, từ cái gương. Đấy, nào. Đấy, nó rất tuyệt vời các bác ạ. Đấy, từ cái tay nắm cửa cũng thay đổi lột xác này, cảm biến này, quá đẹp luôn. Và đây, à, con này trắng xong nội thất kem nữa thì nó càng tuyệt vời đúng không ạ? Tâm lô tâm ni đây là các bác này. Đấy. Phải nói thay đổi rất là hay. Nói vào Camry thì đã nói đấy, Camry 2.5Q thì nó là một cái sự thay đổi hoặc là một cái mẫu xe phân khúc hạng D đầu bảng của hãng Toyota rồi. Đây, thế hệ mới thì nó thay đổi rất nhiều các bác ạ. Đây này. À, những thanh chrome này, từ cửa gió điều hòa này, chi tiết ôm gỗ này, rất cao cấp này và đẹp này. Phanh tay điện tử auto hold này. Đấy, phanh tay điện tử nhá. Auto hold có hết này, máy eco này. Đây này. Tuyệt vời chưa? Cổ số này. Đương nhiên là hai chìa khóa đậu xe rồi. Như một chiếc xe mới các bác này, có thể màn hình này điều hòa rất mát. Vâng, đúng là Toyota. Và trên này thì nhựa mềm rồi, rất êm thì nó tăng cái độ bền. Nhưng đặc biệt cái xe này được trang bị cái phần cột A này, nó là da lộn, nó cực kỳ cao cấp nhé. Và xe trang bị cửa lóc. Đấy. Và ghế thì đương nhiên là hai ghế điện rồi, bốn ghế điện chứ không phải hai ghế điện nhé. Đấy. Nội thất màu kem, da thì đục lỗ thông hơi. Đây ạ. Và làm gì đó các bác, thế hệ mới đúng là làm cho người dùng không thất vọng đâu. Trước đây thì cứ nói rằng Camry hoặc Toyota nói riêng và nói chung và Toyota nói riêng ấy thì phải nói rằng những chiếc xe không chịu thay đổi, thì đến bây giờ thì phải nói Toyota đã thay đổi một cách ngoại mục và xuất sắc các bác ạ. Bốn cánh cửa thì đương nhiên nó là auto rồi. Và đây thì nhựa bóng piano nhé, nhựa bóng piano này. Ở đây thì có rèm che lắng này, còn rất là mới này. Và đằng sau thì đương nhiên nó là rèm điện thì chúng ta sẽ chỉnh điện. Cửa gió điều hòa phía sau này. Đây ạ. Và ghế sau thì các bạn trung tâm này nhé. Đấy, có nhiều bác đi rồi thì tôi không nói, nhưng các bạn trung tâm này thì ghế đều được chỉnh điện này, chúng ta ấn nút này này. Đó. Ghế chỉnh điện nhé. Ghế toàn bộ chỉnh điện và chỉnh điều hòa ở đây, chỉnh âm thanh nhé. Âm thanh điều hòa, các hướng gió và chỉnh ghế ở đây. Đấy, cái này thì ly lông chưa móc này. Còn cái hộp để cốc thì đây. Đấy, ấn nhẹ thôi. Hộp để cốc nhé. Còn các bác chỉnh, các bác bật cái này lên. Đó. Thì nó rất là tuyệt vời. Cửa gió cũng được trau chuốt rồi. Đấy. Đây ạ. Trần thì không một tì vết rồi. Đấy các bác này. Đấy. Tuyệt vời chưa? Đó là cái sự tuyệt vời của chiếc Camry. Đây ạ. Và chúng ta sẽ đi ngay vào chi tiết của cổ động cơ. Đây. Nào. Cổ phanh này còn như mới tinh rồi. Đó. Là rằng đa chấu rất là đẹp. Và đặc biệt cái phần đèn trước này. Đây là cái giải đèn led định vị này ban ngày này.
Và đây là đèn bi này, trong veo như pha lê này, đúng không ạ? Đấy, cái máy thì không có gì phải bàn cãi rồi, nhưng máy mới, máy đang nổ, nó rất là êm. Con này thì thế mới, tiết kiệm đi nhiều, từ con ốc này, bảy màu hết này, theo dần đò này, xin hết này. Khu tập xong này. Đây ạ, chân ốc này, máy này. Công nghệ máy tua PTI thế mới các bác ạ. Đây này, tất cả những cái một xe phải nói một từ là mới khét nẹt. Và mới khét nẹt các bác ạ. Máy này đang nổ êm lắm. Dưới sâu này. Thì đó là động cơ à. Riêng nói về động cơ của Toyota thì độ tin cậy rất là hay. Và cái logo thương hiệu thì vẫn quen thuộc là đặt phía trước. Nhưng cái phần mũi thì họ có một chút là đẩy về phía trước. Nó mang tính chất là nó mềm mại, uyển chuyển và khí động học hơn, đúng không ạ? Đấy. Đèn của nó cũng rất là tuyệt vời nhé. Đấy. Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước phía sau đều có này các bạn này. Đấy. À, dòng Camry thì con này là cao cấp nhất của dòng Camry rồi. Camry thì nó có mấy bản, bản 2.0e, bản 2.5g và bản 2.5q. Thì đây là bản Q, là bản cao cấp nhất. Cái này có cảnh báo điểm mù trên gương, có hết các bác ạ, chả thiếu một công nghệ gì đâu. Cảnh báo điểm mù trên gương nhá. Ghế thì toàn bộ là chỉnh điện thì đương nhiên rồi. Đấy. Tem mác thì còn đầy đủ này, đầy đủ nhé. Đó, được chưa? Đấy, lô cái này thì bảo dưỡng chính hãng Toyota Hải Dương 100%. Đấy. Chính hãng nha các bác nhé. Đấy, Toyota Hải Dương này. Đấy, lấy yên tâm, điều hòa phải nói Toyota mát thật. Cái này mở cốp, mở xăng này, cân bằng điện tử này, cảnh báo điểm mù trên gương này, tất cả chỉnh gương kính ở đây này, nhớ hai vị trí như ghế này, tắp lô tâm ly này. Và cái vô lăng thế hệ mới thì cũng rất là đẹp, ba chấu này, trang trí rất nhiều, rất nhiều nhé. Và đó, và tiếp tục chúng ta hãy khám phá điều hòa mát quá, 5.9 km chuẩn 100% các anh chị nhé, 5.9 chuẩn 100% này, được chưa? Đấy. Cái này tôi bật đèn flash hơi chói, mặt đồng hồ phân giải rất là cao này. Đấy, thì cái màn hình họ cũng thay đổi này, rất nhiều cái chức năng này, điều hòa thì hai vùng độc lập thì đương nhiên rồi. Đấy. Cái này không nhầm, 4 vùng độc lập, đằng sau chỉnh được điều hòa nó 4 vùng độc lập. Đài lỗ thông minh thì cái đài lỗ này nè, đấy, cái này chống trẻ con này. Đấy, được chưa? Đài lỗ này người ta gập xuống này. Cổ số này. Trong này có sạc không dây này. À, ổ cắm 12V này. À. Sẽ nằm mở một cách nào đây, mở đây. Cổng sạc này. Đấy, cộng 12V này. Mở từ dưới này. Đấy. Nạp điện thoại thông minh này. Đấy. Chế độ Eco này. Lowman này. Sport này. Chế độ vận hành Auto Hold này. Phanh tay điện tử này. Đấy. Vân gỗ cực kỳ là đẹp luôn. Sắc sảo luôn các bạn ạ. Đó. Gương chống chói chỉnh điện này. Thì đó là những cái chi tiết gạt mưa auto rồi. Đèn thì đương nhiên cũng phải auto, gạt mưa auto, gãy số vô lăng. Đấy. Và mức tiêu thụ nhiên liệu con này thì tôi nghĩ là nó sẽ rất thấp. Bây giờ bật đèn lên một chút nhé, để chúng ta chiêm ngưỡng cái đèn của nó nào. Mức tiêu thụ nhiên liệu thì theo công bố của nhà sản xuất thì các bác ạ, con 5.4 trên 100 km ngoài đô thị thôi. Khủng khiếp, vẻ động tiết kiệm. Đây, cái đèn nó đi buổi tối thì bật lên nó rất là đẹp, nó full nét các bác này, full nét nhé. Đấy. Và chúng ta hãy đi vào cốc sau một chút. Bật cốc sau lên xem nào. Bật giữ nhé. Rồi, ok. Đấy, con này thì vừa về thôi. Đây, các bác nhìn này. Đúng là giám đốc ngân hàng đi thì chỉ có đi thôi, chả đựng cái gì, nó mới toanh. Đèn phanh trên cao có này. Đây. Mới như thế này. Rất là rộng. Đăng ký lần đầu 21 anh. Đây, đồ là lốp dự phòng bên dưới nhé. Đồ thì mới tinh hết rồi. Đây ạ. Đó các bác nhé, nỉ này. Nó mới khủng khiếp thế này, ống ánh màu mới luôn. Đấy. Và anh đóng cái cửa xuống em một chút. Đây, và khi bật đèn lên thì các bác nhìn chiêm ngưỡng cho em. Và thực sự là một từ là quá rực rỡ, quá đẹp đúng không ạ? Đúng là Camry thế hệ mới nhập Thái. Đấy, một chủ từ đầu, sản xuất cuối 2020 và đăng ký lần đầu 2021 các bác nhé. Đấy,
phút lịch sử hãng của Toyota Hải Dương. Đấy, đèn tích hợp này, siêu led quá đẹp. Và đây nữa. Đó, các bác hãy ngắm một chút nhé. Và chúng ta sẽ kết thúc bằng đi xuống phần gầm của chiếc xe. Đấy, các bác có thể thấy rằng Toyota có mất giá khủng khiếp thảm hại đúng không ạ? Bây giờ loanh quanh các bác mò ra 1 tỷ là dinh xe về nhà rồi. Loanh quanh 1 tỷ là dinh xe về nhà rồi các bác ạ. Chả tội gì, quá rẻ. Đúng không ạ? Quá rẻ. Thank you các bác. Và cảm ơn các bác rất nhiều ạ. Và xin mời các bác đi phần gầm. Còn các bác nào quan tâm thì hãy alo cho em nhé. Phúc Video, Phúc 18 cộng. Xe mà đam mê có địa chỉ tại phố Hồng Quang, đường An Định, thành phố Hải Dương nhé, cạnh quốc lộ 5, cách đèn xanh đèn đỏ 559 khoảng 800m thôi các bạn nhé. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi clip của em. Nhớ đừng quên thả tim, thả like và đăng ký kênh ủng hộ. Và cảm ơn các bác, xin mời các bác đi phần gầm nhé. Thực ra cái xe, cái vùng miền cũng rất là quan trọng các bác ạ. Vùng nước muối khác, đồi núi khác nhé. Và xe Hải Dương thì nó rất là tuyệt vời. Đấy, cái tuyệt vời thì đây, ngay những cái phần nhựa này. Gần như nó không một vết chạm luôn. Và cái máy của nó thì đặc biệt các bác xem xe qua sử dụng chất lượng thì cái xe máy này. Đấy, từ con ốc. Nó như một cỗ máy mới tinh luôn. Đây ạ, từ con ốc nhé. Đấy, từ con ốc này, 7 màu này, rong keo này. Đây, từ đáy cắt te ốc, cắt te này, cắt te này. Không biết xước luôn các bác này. Đây nhé, quay kỹ cho các bác cái máy nhé. Đấy, chú ý cái ốc cổ bô này. Khi ra máy nhấc máy phải vặn ốc cổ bô nhé. Đấy, ốc cổ bô cũng zin này. Đấy, đây nhé. Đấy, các bác nhìn chưa? Có thể chúng ta nói đây là một chiếc xe mới thì đúng hơn. Đây ạ. Đấy, soi các bác như này, kỹ chưa? Như này đã đủ kỹ chưa? Bề máy, động cơ, từ con ốc, cắt te. Đấy, dô tin, những cái vạch sơn nhà máy lắp ráp nguyên bản hết nhé. Những con ốc càng A này, chuẩn hết, không có lốt tháo vặn gì nữa. Cổ phanh này, còn sáng óng ánh màu mới luôn. Dẫn động cột trước, đây, cái càng máy, đỡ máy này, càng A này. Đấy, không có va chạm gì, va quẹt gì các bạn này. Đấy, đây nhé, chuẩn nhé. Đấy, càng A này, chúng ta đi đến này, xe nó chuẩn 100%, chúng ta quá yên tâm đi xem một chiếc xe này. Những cái ốc gầm này, zin tuyệt đối nhé. Không có con nào bị động chạm cả. Đấy, và cái gầm thì các bác nhìn lại cái máy này, khiếp chưa? Cái gầm này xanh nẹt, cũng không vết chạm vết xước nào. Bồ này, những cái hộp sàn này, các bác nhìn hộp sàn này, bao vô lê này, phẳng căng hết này. Đấy, bao vô lê nhé, xanh nẹt hết. Đấy, đây là ta nhìn bao vô lê bên này nữa. Đấy, chuẩn chưa các bác, hộp sàn này. Đấy, và chúng ta nhìn tổng thành lại một lần nữa nhé, cái gầm nhé. Đấy, tôi đặt nguyên máy cho các bác xem này, các bác ngắm nghía này. Đấy, máy móc này các bác ngắm nhé, cho kỹ nhé. Đó, và chúng ta tiếp tục đi phần dưới này. Bộ này mới tinh hết, những đường keo này. Đấy, đây bình xăng này, không có xước chạm gì cả. Đây, tất cả đây nhé các bác này. Đấy, được chưa? Cái này hai bô nhá. Đây bô này, đây bô nữa này. Đấy, và chúng ta xem cái đằng sau taxi này. Đây này, đằng sau taxi này, để đảm bảo an toàn không bị va chạm nhé. Và những ô tôn cạnh mép ô này, cạnh ô này, chuẩn từ lưới đường keo nhé. Đấy, bắt nguồn vào đây này. Đấy, nó bắt nguồn vào đây. Rằng này, cái này thì kín nhá, chúng ta lại chuyển sang bên này. Đây các bác nhìn nhỉ em nhé. Đây từ con ốc này, chuẩn men này, rằng này, những cái ô tôn này, mép keo này, chuẩn nhé, chuẩn 100% luôn. Đấy, thì cái xe chúng ta sẽ được đảm bảo an toàn đúng không ạ? Đấy, an toàn về chất lượng, không có đâm va, không có sợ máy bổ, thủy kích ngầm nước và mọi vấn đề. Thì đó là những cái giá trị xe chất lượng. Đấy, và thank you các bác. Đó, và đó, chất lượng nó là như vậy các bác ạ. Và đây, nhìn lại nữa cho nó sướng một con mắt. Đấy, máy chất. Đấy, các bạn này. Và thank you tất cả mọi người.